À, xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kiến Cổ Kính Xưa. À, trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. À, các bác nào mà chưa kênh của em thì nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải màn hình bên dưới của video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ báo qua nhắn tút tút rằng em vừa lên video. À, vì ngày nào hàng ngày em đợi cái video. À, để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay. À, phiên ngày hôm nay em có một cái kính rất là đặc biệt, đó là cái kính Ma Phích Chữ H xưa của Đức Quốc Xá, được sản xuất thập niên 1950. À, trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Theo năm tháng hoài mang thư gửi đi chưa về. À, trước tiên thì mình tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chi tiết bên trong. Và phần đầu bao giờ có phần ngoái cổ, lắc cổ, ngoái đầu, lắc đầu để luôn minh chứng rằng đeo kính đúng trên mặt, không bao giờ bị rơi, nghiêng, xô dịch. Đó, rất là rõ ràng nha. Các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ ở ngõ nhà em, ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 65668262, cũng là số thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa xin tâm rằng em gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình hợp lý ví người phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Càng bên trái này có chữ Mavic 135. Mọi thông tin chi tiết là rất rõ ràng, em luôn bên ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết từ ban đầu. 135 Mavic. À, càng phải có số 135. Ở cầu giữa thì nó có chữ là Optima và 20 micron. Những cái tất cả những cái dòng kính cổ này thì trong hơn 5 năm qua trên kênh triển khai trên kênh thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Và em cũng chỉ đi nói sơ qua, đi lướt nhanh thôi. Vì thời gian nó có hạn, vì em cũng bận chuẩn bị đi gửi hàng, và đặc biệt hơn là sẽ đón một số anh em đến giao lưu được cổ đồ xưa. Mavic CH là một trong dòng kính rất là đắt và khá nổi tiếng. Bởi vì là khi mà dòng Solex CH ra thì dòng Mavic CH nó cũng ra theo, nhưng tất cả các phiên Mavic chữ H hoặc là những cái dòng kính chữ H khác mà không phải là dòng Solex thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Bởi vì lý do rất đơn giản, bởi vì hãng Solex họ có độc quyền. Thứ hai là nữa là cái dòng kính Solex ấy thì nó bọc vàng 14K, còn những cái dòng kia nó chỉ bọc vàng 12K thôi, thậm chí là có những con chỉ mạ vàng, những con này là bọc vàng. Và các bác có thể nhìn thấy những cây này Mavic CH và giá cây này là 10 triệu đồng hay còn lại 10.000K. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ. Các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Đây là góc độ chia sẻ và quan điểm em sẽ so sánh với hai cây. Tại sao những cây Solex CH rất là đắt mà trong đó những cây đòn gánh thì lại những cây CH của hãng khác thì rất là rẻ? Bởi vì một điều rằng là những các bác nhìn thấy những cái dòng Solex CH này nó là khác biệt rồi. Trong cây con Mavic này đắt hơn rất nhiều, gấp nhiều lần, đúng không ạ? Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi chưa về. Đấy là một cái so sánh đơn giản thôi, em chỉ so sánh qua thôi. Bởi vì những cái dòng Solex thì thường thì em đa phần là em sưu tầm một bộ sưu tập của em. Đấy. Thì đấy đó là cái góc độ chia sẻ quan điểm, không có khoe của hay khoe đồ gì cả. Thật ra khoe cũng chả có gì khoe đâu, cũng chỉ là một cái kính thôi. Giá của cây Mavic CH là 10 triệu đồng hay gọi là 10.000K, sản phẩm bán ra luôn được bao check bao test toàn cầu. Về hình thức mua bán, các bác nào chuyển khoản em bao ship. Bác nào chuẩn bị ship code hay gọi là giao hàng đúng tiền thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa là thế. Việc thời gian bán hàng là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bán điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của anh bị cửa hàng. Giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước thì em sẽ nghênh kết bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, em tư vấn cố vấn cho bác xem món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp phí, hợp công, hợp vu. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Các bác mua ở đâu, bác mua nên lựa chọn nơi bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội cũng như Sài Gòn. Em và một số anh em là
chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là trên 20 năm. Đó là cái giá trị cực lớn. Tránh tình trạng bác mua ở cái chỗ mà địa chỉ là không rõ ràng, linh tinh lung tung, mua bán toàn cái kiểu hẹn ở chỗ này chỗ kia, theo trong hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, rồi lại hẹn cà phê không hẹn được thì anh ở đâu em mang qua xem ưng mua mua thôi. Rất nhiều các bác bị dính phải những cái đồng hồ, kính bút, nhẫn bật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ dởm, đồ giả đấy, tức là dính phải đồ giả như thế. Đặc biệt là những cái đồ thời trang hàng hiệu ngày nay như quần áo, giày dép, ví, thắt lưng, rất nhiều bác bị dính ở trong cái chương cái kiểu thế, bởi vì là nó không ghi địa chỉ, số điện thoại toàn sim khuyến mại, sim rác. Bác mua bán đâu nhá, mình nên lựa chọn mua bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn thì em đã nói rất nhiều rồi, bởi vì ở đó nó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ hai nữa là có làm sao có thể ăn vạ được, chứ bây giờ mình mua bán một cái gì đồ thì đắt tiền mà địa chỉ không có, địa chỉ linh tinh lung tung mà không công khai địa chỉ thì những cái đối tượng đó sau này họ sẽ thay đổi địa chỉ và họ áp dụng cái bài là rượu mình cũ đấy. Mà rất nhiều các bác đã bị dính những cái quần áo, giày dép, ví, thắt lưng, em cũng rất chứng kiến nhiều bác bị kiểu trong tình trạng như thế. Thì khuyến cáo rằng là mua bán bất kỳ đồ gì, đồ cổ, đồ xưa hay quần áo, đồ au thì là mình nên chọn cái địa chỉ thật sự ở lâu năm có thương hiệu rồi, thậm chí có thể đắt một tẹo, đắt một tí nhưng được đảm bảo tính nhân pháp lý, pháp nhân pháp lý. Đó đó là cái kinh nghiệm Mavic CH nhá, có giá là 10.000k đấy. Về hình thức, về thời gian, về giờ giấc em cũng nói rồi, và em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái số điện thoại Zalo, giá cả rất rõ ràng, con này size 52 đấy, rất là mới, rất đẹp. Thì một số bác cũng thắc mắc vào là kênh của chú triển khai lâu rồi, hơn 5 năm mà sao có 1.600, 1.700 đăng ký kênh, vì em làm cách hữu xạ tự nhiên hương. Chứ còn là một số kênh khác thì bắt đầu là câu like, câu view, rồi thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale, mới một năm hơn 58.000, 9.000 đăng ký kênh. Có những kênh thì năm rưỡi, 2 năm đã 15, 16, 17 đăng ký kênh theo dõi. Thì những cái kênh đó là đa phần là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale. Rồi thậm chí những cái trang mạng xã hội cũng thế, lập nick ảo xong là bán xong là rượu mới bình cũ, rất nhiều anh em bị trong cái tình trạng thế. Là cái trường hợp Lan đột biến là ví dụ, là một cái điển hình rất là rõ ràng trong vấn đề đó. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã xem và theo dõi video. Bác nào mà chưa có kênh của em có thể ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải, và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ báo qua nhắn YouTube rằng em vừa lên video. Vì ngày nào đều có video. Xin chào, hẹn gặp lại phiên sau.